jgrayroblox.com, sống ngặt Roblox, chất lượng uy tín, vòng may mắn chỉ với 9k, cơ hội chúng tới 1999 Robux. Ngoài ra còn có chương trình đua top nhận quà cực khủng và có rất nhiều ưu đãi khác. Link shop mình có để dưới phần mô tả video đó nha. Hello xin chào mọi người và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Ngay bây giờ mình có một tấm hình muốn cho các bạn coi nè, nhìn đi, đẹp không? Biết đây là ai không? Khả năng cao là 99% anh em xem video này để có thể trả lời được câu hỏi này nha các bạn nha. Đó chính là anh Titan TV Man các bạn à. Mình đã tìm được tấm hình rất là đặc biệt luôn các bạn. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về anh Titan TV Man. Liệu anh ấy có phải là một đại ca mới hay không? Bởi vì trong cái phim này chúng ta đã có được hai đại ca, đó chính là đại ca loa độ và đại ca camera nha các bạn nha. Liệu thì sẽ có đại ca TV Man xuất hiện hay không các bạn? Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu video thôi các bạn ơi. Nhưng mà trước khi vào video này á, mình có một tin vui muốn thông báo cho các bạn, đó chính là kênh của mình hiện tại đã được giảm xuống, đó chính là 91% người xem chùi nha các bạn nha. Mình đội ơn các bạn rất là nhiều luôn. Mà nói chung là nhiều anh em sẽ nói là ủa anh James, kênh gì của anh mà được 91% người xem chùa mà anh vui á hả? Không có. Tại vì kênh của mình lúc trước là tới 99% người xem chùa luôn các bạn. Nhưng mà ngày hôm nay tới 91% người xem chùa thôi thì mình cũng tương đối khá là vui các bạn à. Nó vui thôi chứ trong lòng cũng hơi buồn xíu, nhưng mà thôi, mình cảm ơn anh em rất là nhiều. Ngay bây giờ mình mong là kênh video ngày hôm nay của mình sẽ xuống được tới cỡ chừng 90% bằng cách là các bạn nhớ để lại cho video này một nút like nha các bạn nha. Nhưng mà nào bấm like rồi bình luận phía dưới cho mình biết là em đã là bấm like, em không xem chùa kênh của anh đâu, thì mình sẽ thả thêm mấy những bạn đó nha. Còn những bạn nào bấm like xong rồi thì nhớ ủng hộ cho mình thêm một chút, đó chính là đăng ký kênh luôn nha các bạn. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu video về anh Titan TV Man, những bí ẩn của TV Man nào. Let's go baby. Nhớ bấm like nha anh em. Ok các bạn ơi, trước khi chúng ta đi vô cái video Skibidi Toilet bí ẩn tập thứ 40 á, thì ngay bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái anh nhân vật này, đó chính là anh TV Man Big, hay còn được mình đặt tên đó chính là anh Slenderman TV Man nha các bạn nha. Bởi vì anh đằng sau có những cái TV nó mọc ra giống như là những cái tay của Slenderman các bạn à. Ok, và lý do ngày hôm nay mình làm video về những cái anh TV này á, bởi vì rất là nhiều bạn fan yêu cầu mình là anh James, nếu như anh muốn được bấm like nhiều á thì anh phải làm theo yêu cầu của fan. Thế cho nên mình mong là ngày hôm nay mình làm theo yêu cầu của các bạn, là mình sẽ bật mí những bí ẩn về anh TV Man. Thì các bạn nhớ cho mình một nút like và bình luận phía dưới cho anh biết là các bạn có thêm yêu cầu gì với mình nha các bạn nha. Ví dụ như là anh Jay, anh ấy tìm bí ẩn về thằng G-Man hay là như thế nào đó, cứ bình luận cho anh biết, mình sẽ hứa làm hết tất cả bí ẩn của anh em. Đồng ý không? Đồng ý thì bình luận liền nha các bạn nha. Còn bây giờ thì chúng ta vô coi video thôi. Let's go. Nào vô coi nào. Ôi ui, cái tập này hình như mình nhớ mang máng là tập 37 hay 36 gì đó. Thằng G-Man và đại ca loa độ nha các bạn. Ấy nó đang phá YouTube. Này đây là cái bí ẩn đầu tiên, là bí ẩn logo YouTube nha các bạn nha. Ok, cái bí ẩn này anh là chúng ta biết hết rồi. Ui giời ơi, cái thằng G-Man này nó làm việc cho TikTok các bạn à. Mình đã nói con này gấp 100 lần rồi nha các bạn nha. Oh my god. Cái thằng này nè các bạn. Cái thằng này là cái thằng Slender Toilet các bạn à. Ok ok ok. Này, ngay khúc này cũng có một thứ rất là đặc biệt cho các bạn coi luôn. Chuẩn bị tập trung kỹ nha anh em. Đây là một bí ẩn về anh TV Man đấy. Nè, lúc này là lấy cái con ký sinh ra. Và ngay lúc này bạn thấy gì không? Một anh TV Man xuất hiện ở đây. Nhưng mà mình đang có một cái giả thuyết rất là đặc biệt luôn các bạn. Đó chính là mình đang nghĩ là anh TV Man chỉ giúp chúng ta thôi, để cho chúng ta tin tưởng ảnh, và sau này ảnh sẽ trở thành một người ác các bạn à. Các bạn có nghĩ như vậy hay không? Tại vì anh TV Man có khả năng thay đổi khuôn mặt nha các bạn nha. Có vẻ như lúc là mặt cười, lúc thì là mặt tức giận đồ các kiểu luôn các bạn. Nhưng mà chuyện này thì để tương lai mới biết được các bạn à. Ok. Tại vì anh TV Man có khả năng thao túng á các bạn à. Ok 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 ok. Một nút like liền. Let's go. Anh em coi video bấm nút like luôn nha. Ngon ngon ngon, like like like. Và đây là một anh nhà bác học camera. Dope yes yes. Skibidi dope dope nip nip. Skibidi dope 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 yes yes. Đấy, này thì yes yes. Bấm like hết liền luôn. Ba này bấm like và anh kia đứng múa các bạn à. Một bí ẩn mới xuất hiện trong vòng 20 mấy giây nữa. Wow, G-Man và anh Titan Speaker Man. Oh my god, thấy cho tôi cái súng nào. Ui bye bye nha anh trai. No, em xin lỗi, em không cứu được anh vào đó rồi. Ok, nhưng không sao, chúng ta còn giữ lại cây súng là vẫn còn có hy vọng các bạn à. Nhưng mà có điều đặc biệt đó chính là cây súng này không được sử dụng quá nhiều trong phim các bạn. Và sử dụng thì cũng không thành công các bạn ơi. Đây, các bạn thấy gì không? Tại sao mình nói là anh TV Man có thể ở phe xấu? Bởi vì anh TV Man từ lúc đầu anh ấy luôn đứng ở bên cái khu vực khá là bí ẩn. Và ở cái màn góc hình này á, thì anh đang ở bên phe của những đứa Skibidi Toilet nha các bạn nha.
góc bên đây là góc của những đứa Spiritless mới vừa đi qua các bạn à. Mình nghĩ là khả năng nếu như sau này mà anh Titan Camera xuất hiện mà anh ấy gặp anh Titan TV Man thì anh Titan TV Man mà lỡ thao túng anh Titan Camera Man là xong luôn nha các bạn nha. Các bạn có nghĩ như vậy hay không? Nếu như mà các bạn nghĩ giống mình thì bình luận cho anh biết nha bạn. Nếu như vậy thì anh này sẽ là một thực thể mạnh nhất thế giới luôn các bạn à, tại vì có khả năng thao túng các bạn. Quá là kinh. Ok. Ghê lắm này, giờ phim này ghê lắm, ta không biết được trước được điều gì đâu. Everybody want you rule the world. Nè, anh TV Man nữa. Ghê chưa? Nhưng lần này thì anh ấy đứng ở chỗ của chúng ta. Này cái góc phim này là mình thích nhất luôn, bởi vì anh sẽ vô đấm vỡ mồm luôn bạn. Nè mấy anh Speakerman khi mà anh giải thoát được anh đấm vỡ mồm luôn nè. Đấm nó mày hả mày, cho mày tiêu đời luôn. Đấm nó. Wow, let's go. Một night you game. Ok, bí ẩn mới trong vòng 3 giây nữa là con fly in toilet. Ủa cái này biết rồi nè, sẽ tăng tới nè. Tập này hình như là tập thứ 30, 37, bay là 38 gì đó các bạn ơi. Nè, bị bắn vô. Và con G-Man nó ra đỡ. Let's go. Khá là buồn luôn. Trời ơi. Ok, đây là tập thứ 39 nè bạn. Và tập ở đây là tập 38. Đây nè, đó, tập này là anh TV-Man chuẩn bị xuất hiện nha các bạn nha. Mày láo con, trời mày chết. Mày ơi. Đây, anh TV-Man xuất hiện các bạn à. Oh, một cái toilet khổng lồ ở phía sau lưng của anh TV Man. Ghê. Oh my god. Hợp lý, cái gì đó bất ổn đằng sau lưng đó. Bật cái đèn lên. Wow, let's go. Quá là ghê các bạn à. Ê, mình vừa mới phát hiện là một thứ các bạn, đó chỉ là khi mà anh TV Man bật cái đèn màu xanh thao túng lên á, dừng thời gian của những đứa Skibidi Toilet thì những cái đèn nó không bị ảnh hưởng cho những anh cameraman các bạn à. Nhưng mà ở đây không hề có một anh Speakerman nào hết. Liệu thì có thể ảnh hưởng tới những anh Speakerman hay không? Câu chuyện này còn hơi khó hiểu các bạn. Bởi vì anh là Speaker Titan đại ca loa độ với các bạn, ảnh đang bị thao túng bởi những đứa Skibidi Toilet. Vậy nếu như anh đại ca loa độ có thể bị thao túng bởi anh TV Man này hay không các bạn? À, có nhiều câu hỏi cần phải trả lời luôn các bạn à. Hợp lý. Hay cho nên là các bạn nhấn đăng ký kênh để xem cái video mới của mình để trả lời những câu hỏi đó nha các bạn nha. Rồi không? Con Elite trước này nó còn có cái đồ bảo vệ để cho chúng ta không xả được nước đó nữa các bạn. Đấy, anh này bây giờ anh cười. Nhưng mà cười bình thường đâu ai cười vậy em? Bình thường nó cười vậy nè. Đúng không chứ đâu ai cười vậy em? Giống như kiểu đó. Oh, hai thằng Flying Radioactive Toilet, có nghĩa là hai cái toilet ở trong cái khu vực là cái gì, radio là khu vực gì ta, phóng xạ hay gì mình quên đó bạn ơi, không nhớ tiếng Việt. Này, đó bây giờ anh cô đứng một bên đi em trai để anh giải quyết. Đó, đại ca tới. Ok, và đây là một cái mắt kiến để đeo vô để có thể chống được cái đèn sáng này các bạn. Đó, nhưng mà mình thấy rất là đặc biệt luôn. Tại vì có cái đèn kia là một cái đèn là màu xanh nha bạn, là làm cho những con Skibidi Toilet bị đứng im. Nhưng mà đèn trắng là làm cho những con Skibidi Toilet kiểu nó bị khùng luôn bạn à. Vậy nếu trong tương lai còn cái đèn gì nữa thì sao? Wait a minute. Ấy, anh cười đúng không? Cười. Cái này là cười xu nha mày nha. Đây là cái phiên bản remake, có nghĩa là phiên bản tập 1 nhưng mà được làm lại nha các bạn nha. Cái tập này rất là hiếm người đã từng coi được luôn á. Đây, có thể thấy là ở đây có hai anh cameraman nè. Ở đây có một nhân vật múa như cũ, một thằng G-Man, cái này ai cũng biết rồi nha các bạn nha. Toilet Fay. Wow. Và đây là cái thằng Toilet khi mà lúc mà nó là con người nè các bạn. Wow! Lúc mà nó là người đã ghê tới vậy rồi ha. Skibidi dum 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 yes yes, skibidi dum dum nip nip, skibidi dum 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 yes yes, skibidi dum dum nip nip. Khi mà nó là con người nó ôi mẹ này, cái hình gì mà mắc cười vậy trời. Cái hình gì mà ăn quá. Tier 4 tier I believe music video. À cái này là nhạc các bạn ơi. No god please no. No! No! Wow! Ca sĩ gì kỳ vậy? Wait a minute! À cái đầu phiên bản original là phiên bản mà bình thường chúng ta hay coi á các bạn. Còn phiên bản hồi nãy mà lúc đầu mới coi là phiên bản được làm lại nha các bạn nha.
Bí mật ơi, bí mật án. Đây là phiên bản được làm lại nè. Có một anh cameraman đang đứng ở đó, có một ông thần đèn, có Freeman và G-Man, một con mèo. What? What the heck is going on? Wait a minute, toilet fight. Khuôn mặt của thằng toilet. Skibidi dub dub dub, yes yes. Skibidi dub dub nip nip. Skibidi dub dub dub, yes yes. Skibidi dub dub nip nip. Skibidi skibidi skibidi. Oh my god bro, ghê quá. Rồi ở đây có một thằng spinning nữa. Cái thằng này em biết rồi. Không phải chúng ta đều biết nha bạn nha. Đó có anh nhảy nhảy nè nè. Nhưng mình nghĩ đó không phải là anh cameraman đâu. Ôi, wait a minute, đây là thằng G-Man các bạn. Vậy là mình đã biết được một bí mật mới. Là thằng G-Man từ lúc đầu nó chính là con người. Và sau khi nó bị cái thằng toilet bự này nó ăn vô và nó đã trở thành chùm luôn các bạn. Wow, một bước lên mây luôn. Quay về đấy. Nè đó, thấy không? Nó bị thằng toilet ăn vô luôn. Và mình nghĩ đó là lý do tại sao thằng G-Man được tạo ra. Vì lý do tại sao nó ghét con người là bởi vì con người không cứu nó. Oh my god. Wait a minute. Ở ngoài cửa sổ mà có một anh cameraman và một con Skibidi Toilet đang bay. Và ở đây con người đang ngồi và ăn phân nha các bạn nha. Gớm quá. Anh này cũng không mặc đồ nữa. Wow, khá là sexy. Ui trời ơi. Thằng G-Man khi mà là con người. YouTube. Oh my god. Hãy nhìn vô con người này đi. Ok, nhìn vô cái anh da đen này đúng không? Được rồi, để nhìn vô anh cái đen. Ấy, biến hành toilet rồi cả bạn ơi. Đây là cái phiên bản đã lúc mà người ta mới làm nha các bạn nha. Ê, sao cái nhân vật gì kỳ vậy ta? Wait a minute. À đây là cái phiên bản bình thường nha các bạn. Còn cái phiên bản remake là phiên bản được làm lại nha bạn nha. Là người chủ là người ta làm luôn, là cái anh Da Phu người ta làm luôn các bạn. Skibidi dobido nip nip. Skibidi dob dob dob, yes yes. Skibidi dobido. Đây xe tăng của con người. Đây là G-Man đang nhảy. Tơ 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 tơ. Từ đông dở lắm bạn. Mấy con kia nó mở miệng ra là những đứa Skibidi Toilet nó bay ra ngoài luôn. Wow. Đây G-Man đang nhảy. Rồi cái thằng Skibidi Toilet lớp cấp 1 Spider-Man. Cái này thì hầu như ai cũng biết rồi các bạn ơi. Cái này là quá đơn giản các bạn à. Mà mình thấy những cái con người ở trong cái bộ phim này các bạn, con người nào cũng thực sự rất là kinh dị luôn á bạn nha. Chứ không phải là những đứa Skibidi mới kinh dị đâu. Thấy cái anh này là dễ thương nhất luôn bạn à. Tại anh này chỉ có hát các bạn. Nhưng mà sao không có nhạc cái này. Chắc người ta tắt nhạc rồi. Freeman và Cohen Dancing. Skibidi dub dub dub, yes yes. Skibidi dub dub nip nip. Skibidi dub dub dub, yes yes. Skibidi dub dub nip nip. Ok. Đây thằng G-Man bây giờ nó xuất hiện nè các bạn ơi. Rồi nè nè nè, chuẩn bị xuất hiện ra đó. Cấp từ cấp 1 mà lên cấp 100 cực kỳ nhanh nha các bạn nha. Cấp để cho hành chùm nhanh nhất có thể. Ok, nói chung là muốn làm mặt nó cũng làm được. Đây là thằng G-Man nha mấy nha. Lúc trước mình lộn mà thành Mario Man á. Skibidi dub dub dub. Đó, G-Man ngày xưa khi nó cũng đã từng là một con người các bạn à. Chứ nó không phải là một con Skibidi bá đạo như bây giờ đâu. Một anh cameraman bị ngã. Một cái toilet được làm bằng vàng các bạn à. Ê, mấy anh này tôn thờ toilet mới ghê chứ. Ở nhà của các bạn đang có sử dụng toilet màu gì, các bạn bình luận cho mình biết nha. Ở nhà mình làm màu màu gì ta? À, màu trắng nha bạn. À, nghe nghe. Nhưng mà nó từng thấy ở ngoài có một cái nhà có sử dụng toilet màu đen luôn các bạn à. Wait a minute. Các bạn nhà các bạn toilet màu gì bình luận cho mình biết nha. Có người còn màu xanh nữa bạn. Wait a minute. Oh, Holy Toilet này các bạn ơi. Wow, con này là con toilet lúc đầu mà tấm hình này đó giờ mình không biết luôn. What? Ok, let's go. Con này nhạc cũng khá hay các bạn. Nhưng mà con gái nó dữ quá à. Bắt nó. Đấy, đại ca vô, cảnh sát vô là chạy liền. Cảnh sát vô là chạy hết liền. Xả nữa đi anh em, let's go. Mày láo hả con. Easy game. Flying Skeleton, cái này chúng ta đã từng coi nha các bạn nha. Con Skeleton nó biết bay. Con bộ xương biết bay.
Freeman và Cahorn. Vậy thì có hai nhân vật này đã từng bị một cái toilet nó ăn thịt. Vậy có khả năng trong tương lai là hai nhân vật này cũng có thể trở thành chùm mới vậy các bạn nha. Mà chưa xuất hiện thôi. Mà nó phim này được ghê lắm em. Phim này các bạn phải suy nghĩ kỹ lắm mới biết được nha. Phim này nó có nhiều bí ẩn lắm anh em à. Thế cho nên là nhớ bấm nút like cái kênh cho mình để tương lai mình cho các bạn xem về những bí ẩn mới nha bạn. Dub 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 yes yes skibidi dub dub nip nip skibidi dub. Đó. Này 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 này, bây giờ mình được cứu em ơi. Mày đi ra chỗ khác chơi. Ôi G-Man cấp 2. Đó, cấp 2 là có mắt laser được các kiểu rồi nha. Ghê. Tới lượt chúng ta nè. Oh man. Con nhện. Mày thấy con nhện này nhìn khá là xú luôn. Dobby dom nip nip skibidi dom 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 yes yes skibidi dobby dom nip nip. Xả nước nữa. Này nói chung là mấy thằng này thì đơn giản, xả nước cũng đơn giản, nó sẽ chết thôi. Oh man. Nè, đây là ông Skibidi Toilet, ông già các bạn à. Và chuẩn bị có con của ông sẽ báo lời ông bằng chiếc Vario đen nhám nha các bạn nha. Chuẩn bị coi là biết liền. Nè, chuẩn bị thấy Vario đen nhám là xuất hiện nè. Đó, nó tới kìa, nó báo đời, nó tới kìa. Đó. Đây là thằng báo đời nha các bạn. Oh my god. Ok, mà khoan. Nó tông với người anh em của mình lại cười là sao? Nếu mình phải khóc mới đúng á. Đó, thấy chưa? Cuối cùng đã có người phát hiện được một cái toilet màu nâu xuất hiện trong cái đám này. Oh my god. Wow. Đó, không biết là toilet gì đây ta. Chắc là toilet của anh da đen. Anh da nâu mới đúng. Ok. Assassin, toilet assassin. Oh my god, nó nhảy xuống luôn nè. Thấy chưa, toilet này láo lắm. Toilet assassin là láo nhất luôn á. Ok, cái này tôi biết rồi. Toilet đầu tiên tôi biết rồi. Giờ vô thăm thính tình hình. Trong đây là chuẩn bị được gặp cái gì đây? Epixo Scene 30. Oh! Và có một bí mật mới nè các bạn. Có nghĩa là đây là ông nhà bác học khi mà ông ấy vẫn còn non trẻ nè các bạn à. Và sau khi đó thì ông đã có thêm một cái cần câu đằng sau để chữa bệnh đồ các kẻ lông, để thao túng đồ các kiểu đó các bạn. Rồi đây là ổng hồi đó nè các bạn ơi. Nhìn ổng hồi đó cũng là đầu hói, cũng đi mất kiến các kiểu nha các bạn nha. Wow, vậy là đầu càng hói là càng nguy hiểm nha các bạn. Oh my god, đầu mình này giờ chưa có hói các bạn à. Ai đây? Wait a minute. Đây con mèo nè. Có con mèo luôn mới ảo chứ. Ok. Trời ơi. Ok các bạn, hôm nay biết được nhiều bí mật mới không? Biết được thì nhớ bấm nút like với mình nha các bạn nha. Đây là thằng đốc két, là thằng báo đời Vario đen nhám. Thằng ba đầu toilet ba đầu. Đang hợp. Bắn nó cũng không suy nhê gì đâu. Chúng ta đều biết hết khung cảnh này rồi các bạn à. Cho dù bắn cho cố vô thì tụi nó cũng chẳng chết đâu. Tuy thấy chưa, nó còn chiếu lên nữa kìa. Thôi, kiếp này coi như bỏ luôn. Nãy kiếp này coi như bỏ nha bạn. Anh hung dữ quá đi anh trai. Ê, đây là một cái tập tiếp theo và chúng ta thấy được cái toilet màu vàng nó đã bị ngã nha các bạn nha. Oh, let's go. Chứng minh cho chuyện đó chính là những đứa toilet cuối cùng cũng sẽ phải gục ngã và thua thôi các bạn ơi. Các bạn có nghĩ như vậy hay không? Thế các bạn nghĩ thì trong tương lai là team nào sẽ chiến thắng? Team toilet chiến thắng hay là team những anh cameraman chiến thắng? Hay bình luận cho anh biết nha. Theo mình nghĩ thì team phe tốt sẽ chiến thắng các bạn à, là những anh cameraman sẽ biết comment được các kiểu á. Camo. Skibidi, mày láo cho mày chết luôn nè. Đại ca đã tới rồi đây. Ronaldo, let's go. Nè, mày lên đây nói chuyện. Đại ca cho nó một cú nắm liền. Một nai, ok, bấm like nha mày nha. Ok. Như đây, những anh cameraman đang ăn khoai tây chiên, đang ăn bắp đen bơ và đang uống Coca-Cola. Wow, ngon dữ trời. Nice. Thật là đói bụng quá đi nha, mình không có tiền các bạn à. Ok. Rồi mấy này ăn ngon thử chứ. Nên được ăn mà vừa coi phim nữa bạn. Còn mình là đang ăn không khí nè bạn à. Mình đang ăn những thanh niên coi chùa nha mấy nhà. Ồ, ở đây có một anh niên ăn bắp con nữa. Bắn nó anh ơi, bắn nó. Oh, let's go. Và ngay bây giờ các bạn đang xem video này và ăn cái gì hãy bình luận cho anh biết nha bạn nha. Ok. Oh man, khúc này là anh cameraman chuẩn bị bye bye liêu nè bạn. Ấy, đỡ khiêng liền.
thằng báo đời tới. Oh man, cay thiệt. Mà các bạn để ý kỹ nha, cái thằng báo đời nó bay vô nó tông vô cái khiên là cái khiên bị vỡ nát luôn nha các bạn. Chứng tỏ cho một chuyện là thằng báo đời nó cũng khá là mạnh các bạn à. Nhưng mà khi nó tông vô nó cũng chết luôn nha bạn, giống như nó tự tử vậy á. Bây giờ thì đại ca đã bỏ chạy rồi các bạn ơi. Let's go các bạn. Và đó là những bí ẩn ngày hôm nay mình với các bạn đã cùng nhau coi về bí ẩn của Skibidi Toilet tập mới nhất nha các bạn nha. Mình mong là anh Dafu sẽ sớm ra những tập tiếp theo cho chúng ta cùng nhau đi tìm bí ẩn nha các bạn. Và nếu như các bạn muốn mình làm một cái bí ẩn gì đó chuyên sâu hơn nữa để phân tích cho các bạn kỹ hơn á, thì các bạn nhớ để lại cho mình bình luận phía dưới nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video của mình. Nhớ để lại cho video của mình nút like. Và đặc biệt nhất là đừng quên hãy nhớ bấm nút để nghe kênh ở phía dưới nha các bạn nha. Mong là anh em bấm nút like nhiều nhiều, tại vì kênh mình bị xem chùa nhiều quá, YouTube nó ghét mình đó các bạn ơi. Nhớ nha bạn nha, ủng hộ cho mình nha. Còn bây giờ thì bye bye. Give me what I'm looking for. Yeah.